Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Nga, Ukraine bên bờ vực chiến tranh. Nguồn tin từ tác giả Dương Quốc Chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Putin đã chính thức công nhận hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở Donbass sau khi Duma Nga mới biểu quyết. Đây là động thái leo thang rất nguy hiểm của Putin vì nó phá vỡ thỏa thuận Minsk và ngang nhiên vi phạm nguyên tắc bảo toàn lãnh thổ quốc gia láng giềng Ukraine từ động thái này, nga dễ dàng tạo cớ để can thiệp quân sự liên minh quân sự với hai quốc gia tự xưng thậm chí nga hoàn toàn có thể chơi tiếp bài cũ là sát nhập vùng Donbass này vào nga bằng một cuộc trưng cầu dân ý y như đã làm với Crimea nếu quốc tế không có những động thái đáp trả đủ mạnh nếu việc sát nhập thành công, Nga sẽ lại trở thành một đế quốc và Putin sẽ trở thành Putin đại đế. Hiện tại, Nga chưa chính thức động binh, nhưng có lẽ điều đó sẽ còn không ra nếu chiến sự ở Donbass tiếp tục leo thang. Mấy ngày qua, anh em của Nga vẫn cười cợt, dè biểu việc phía phương Tây la lối dự đoán việc Nga sẽ tấn công Ukraine, trong khi Nga vẫn chưa đánh thực ra việc la lối om giòm đó là cách hành xử rất khôn ngoan để đối phó với nga khi phương tây liên tục dự báo ngày tấn công của nga đồng nghĩa với việc nga không dám tấn công vào đúng những ngày đó vì sự kiêu ngạo nếu nga tấn công thì sợ mang tiếng là làm theo dự đoán của mỹ vì thế nếu không dám chịu nhục thì nga sẽ chẳng có ngày nào để tấn công hết do mỹ cứ luôn mồm dự báo và điều chỉnh dự báo ngành tấn công. Rõ ràng, Mỹ dự báo sai cũng mang tiếng, nhưng không ảnh hưởng gì nhiều về kinh tế hay quân sự. Còn phía Nga mới bị động, lại là bên điều binh, sẽ rất tốn kém khi kéo hàng trăm ngàn quân đi tập trận ỉ xèo khắp biên giới vùng Ukraine. Như thể là mèo vờn chuột, Nga có thể thiệt hơn phương Tây. Việc liên tục dự đoán như vậy cũng có cái lợi nữa cho Ukraine và đồng minh phương Tây là có thêm thời gian để vận động dư luận quốc tế, hỗ trợ vũ khí và huấn luyện quân Ukraine. Vì quân Ukraine đang yếu sẵn nên thời gian qua họ sẽ là được lợi về mặt phát triển trang bị và huấn luyện quân sự. Còn quân Nga thì sẽ chẳng mạnh được hơn thêm, chỉ tốn tiền điều quân. Mấy ngày hôm nay tôi đã viết rất nhiều về sự dại dột của anh em cuồng Nga người Việt bao gồm cả báo chí chính thống hôm nay trung quốc đã chính thức nêu quan điểm phản đối nga công bằng mà nói việt nam luôn là bản sao lỗi của trung quốc mà thôi trung quốc là một nước bá quyền hàng đầu thế giới nhưng chính lãnh thổ của họ cũng đang rất nhạy cảm về chủ quyền như lãnh thổ đài loan hồng kông tân cương tây tạng nội mông nếu trung quốc ủng hộ nga xâm lược ukraine sẽ là bật đèn xanh cho Đài Loan độc lập trước tiên. Trung Quốc khôn hơn Việt Nam ở chỗ đó. Dù thực tế Putin vừa gặp Tập Cận Bình để vận động ngoại giao. Rõ ràng, ông Tập đang thấy Trung Quốc ở cửa trên. Putin cần ông ta chứ không phải ngược lại, nên Trung Quốc mới phát biểu như vậy. Với vai trò khá tương đồng với Ukraine, tôi đang hóng phía Việt Nam có quan điểm chính thức về vấn đề xung đột Nga-Ukraine. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nên can thiệp sớm để bớt các anh cuồng nga trên báo chí cách mạng Bibo ủng hộ hành động gây hấn của Putin đi. Báo chí cách mạng chính là phát ngôn của Đảng và Chính phủ Việt Nam, nhất là ông VTV. Với phát ngôn của Trung Quốc, có lẽ nga đã bị cô lập về ngoại giao trong vấn đề xung đột này. Chắc chỉ còn mấy thằng em dại là ủng hộ mà thôi. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung nga ukraine bên bờ vực chiến tranh đến đây là kết thúc trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau